Đoàn Nghề Ô Tô Cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Trong buổi chiều ngày hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2022, bên Đoàn Nghề đã có chương trình khuyến mại giảm giá từ 15 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng cho một đầu xe. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghề, hãy cứ nhấp máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn đó là một mẫu xe Emgan. Một mẫu xe Emgan sản xuất 2011, mang phiên bản số tự động, mang khối động cơ 1.8, mang biển kiểm soát Thái Nguyên 20A 47096. Một mẫu xe Emgan bản hatchback màu đầu, nhìn như một mẫu xe tiền tỷ các bác nhá. Túi khí cũng như ABS, gương kính chỉnh điện đầy đủ luôn. Một mẫu xe Emgan hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghề. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cho mẫu xe này, mưa về sử dụng, chơi Tết, du xuân, ok luôn. Rất là đẹp các bác nhá. Sơn xi màu đỏ, Naragut, phanh đĩa 4 bánh, xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện. Nội thất rất là đẹp. Màn hình Android cam nồi đầy đủ. Vâng, một mẫu xe Emgan, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Emgan Volvo các bác này, biển kiểm soát Thái Nguyên, sơn xi thì màu đỏ xịn sò, Lara Group, túi khí ABS, gương kính chỉnh điện, keo chỉ zin và máy số zin luôn. Bản phun cửa sổ trời mà giá tiền chỉ mới 198 triệu đồng. Lì xì luôn cho quý vị và các bạn, 10 triệu lại chỉ còn 188 triệu đồng thôi. Bên cạnh đây là một mẫu xe nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu của Hàn Quốc. Một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning sản xuất trong năm 2015, mang biển kiểm soát 14A, biển Quảng Ninh 16528. Sơn xi thì màu trắng ngọc trai. Một mẫu xe Kia Morning, một mẫu xe nhỏ gọn, Naranguk 4 bánh này. Đấy, một mẫu xe bản chung các bác nhá. Nội thất ghế da trang bị hai màu, rất là đẹp các bác nhá, ghế da hai màu. Một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2014, bên em đang chào bán với giá là 218 triệu đồng. Lại chỉ còn 208 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 208 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning, một mẫu xe gia đình sử dụng. Sơn xi thì màu trắng xịn sò nguyên bản các bác nhá. Nội thất ghế da trang bị hai màu, form dáng rất là đẹp luôn. Một mẫu xe nhỏ gọn, động cơ chỉ với 1.25. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu tầm 6 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Đấy, không taxi, không dịch vụ. Đây là một mẫu xe Ford Fiesta. Vâng, Ford Fiesta sản xuất năm 2013. Vâng, biển kiểm soát Hà Nội. Đấy, 30A 00899 này. Một mẫu xe Ford Fiesta bên em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng. 295 triệu đồng cho một mẫu xe Ford Fiesta, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, động cơ 1.6 các bác nhá, mang nước sơn màu đỏ, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Một mẫu xe bản hatchback một đầu, vâng, 295. Vâng, giảm luôn cho các bác 10 triệu lại chỉ còn 285 triệu đồng thôi. Vâng, một mẫu xe Ford Fiesta. Đấy, nội thất ghế da màu đen. Đấy, túi khí đây, ABS đầy đủ, bô lăng rất là đẹp luôn. Một mẫu xe Ford Fiesta sản xuất 2013 các bác nhá. 2013, số tự động, động cơ 1.6 bản hatchback một đầu, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Vâng, giá tiền thì chỉ với 295, giảm luôn cho các bác 10 triệu còn 285 triệu đồng, bao luôn cả hồ sơ cho các bác. Mang biển kiểm soát quê hương Linh Bình 35A. Vâng, 07221, một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning bản SI, gọi là bản C, bản đủ các bác nhá. Bản đủ của dòng Kia Morning số sàn sơn xi màu bạc. Vâng, một mẫu xe gia đình sử dụng, sản xuất 2016 các bác nhá, 2016 này. Nội thất thì ghế da này, ghế da xịn các bác nhá. Ghế da xịn sò nguyên bản theo xe, bàn phím tích hợp trên bô lăng. Vâng, màn hình Android cam nồi đầy đủ. Vâng,
Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Morning bản SI, đấy, số sàn, động cơ 1.25, alo cho em nghe. Vâng, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, không đổi màu, không khoan đục, bản hatchback một đầu, giá tiền 262 triệu đồng. 262 triệu đồng bên đoàn nghị lì xì luôn cho quý vị và các bạn, 10 triệu còn 252 triệu đồng thôi. Mẫu xe gia đình chính chủ sử dụng, không một ngày taxi dịch vụ, biển kiểm soát quê hương Ninh Bình, túi khí ABS, gương kính chỉnh điện của xe, mang biển kiểm soát Hải Phòng 15K. Vâng, đây là một mẫu xe Hyundai Grand i10, Hyundai Grand i10 bản hatchback một đầu. Vâng, sơn xi màu vàng, biển kiểm soát 15K. Vâng, 01418 này. Một mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2014 các bác nhá, 2014. Mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ của nó là 1.0. Nội thất này, ghế da trang bị hai màu. Đấy, đèn lỗ startup. Màn hình Android cam nuôi đầy đủ các bác nhá. Giá tiền 205 triệu đồng. Giảm luôn cho các bác 10 triệu còn 195 triệu đồng thôi. Đấy. Mẫu xe i10 nhập khẩu, vâng, sản xuất 2014 này. Đấy, đăng ký và lăn bánh là đầu 2015. Đấy, chỉ còn 195 triệu đồng cho một mẫu xe i10 nhập khẩu, biển kiểm soát Hải Phòng, sơn xi màu bạc. i10, vâng, Hyundai i10, vâng, mang biển kiểm soát Hà Nội 30H, vâng, 09852. Đây là một mẫu xe i10 sản xuất 2017, động cơ 1.2 form mới bản lắp ráp tại Việt Nam. Với giá tiền của chiếc i10, bên đoàn nghị đang chào bán với giá là 368 triệu đồng. Nay chỉ còn 358 triệu đồng thưa quý vị và các bạn nhé. 358 triệu đồng, số tự động, động cơ 1.2, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Vậy thì bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn, đấy, đúng chân cái mẫu xe này, mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Màn hình Android cam nồi, vâng, bàn phím tích hợp trên vô lăng. Một mẫu xe số tự động, động cơ 1.2 form mới các bác nhá. Động cơ 1.2 form mới rất là đẹp luôn, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Giá tiền 368 triệu đồng, bao luôn cả hồ sơ, bao vận chuyển cho các bác. Lại chỉ còn 358 triệu đồng. Đấy. Một mẫu xe sản xuất 2017, form mới rất là đẹp. Dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Đây là một mẫu xe Hyundai Getz. Hyundai Getz có năm sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.1, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, mang nước sơn màu xanh cốm rất là đẹp, biển kiểm soát Bắc, con này nó là Hưng Yên các bác nhá, 98A, vâng, 30861, vâng, một mẫu xe Hyundai Getz nhập khẩu sản xuất 2008, giá 135 triệu đồng. Vâng, 135 triệu đồng, giảm luôn cho các bác 10 triệu, nay chỉ còn 125 triệu đồng thôi. Hàng nhập khẩu các bác nhá, hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày. Dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Không hay hỏng bắn, nội thất các bác này. Ghế da màu đen, vâng, chỉ đỏ. Đấy, một mẫu xe Hyundai Getz nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Sơn xi thì màu màu rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, màu xanh cốm rất là đẹp luôn. Và đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Thái Bình quê lúa, một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất năm 2008, mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.0, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Đấy, một mẫu xe con này nó là form cũ các bác nhá. Đấy, form cũ. Đấy, một mẫu xe Kia Morning. Nội thất, ghế da. Đấy, ghế da xịn sò. Vâng. Một mẫu xe Kia Morning số thẳng các bác ạ. Đấy, con này nó là số thẳng, màn hình đầy đủ rồi, túi khí cũng như ABS. Đấy, một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2008, giá tiền 189 triệu đồng. Lì xì luôn cho quý vị và các bạn, 10 triệu này chỉ còn 179 triệu đồng thôi. Này chỉ còn 179 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Và đây là một mẫu xe này là mẫu xe tập đi tập lái và che mưa che nắng. Đây là một mẫu xe Daewoo Matiz, vâng, Daewoo Matiz sản xuất 2008 bản SE, giá tiền 83 triệu đồng. Con này thì em chỉ giảm đến 5 triệu là hết rồi các bác nhá. Đấy, giảm 5 triệu là hết cỡ luôn các bác nhá. Giảm hết cỡ, giảm giá sắp sàn luôn. Đấy, một mẫu xe Daewoo Matiz bản SE, keo chỉ zin, máy số non gầm bệ răng. Giá tiền chỉ mới 83 triệu đồng.
nay chỉ còn 78 triệu đồng thôi. Giảm con này chỉ từ được 5 triệu là hết rồi các bác nhá. 5 triệu là hết cỡ rồi các bác nhá. Em sẽ giảm giá từ 5 triệu cho đến 10 triệu đồng trên một đầu xe. Vậy thì quý vị và các bạn nào quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô Vũ Đoàn đấy, hãy alo cho em. Nội thất ghế da trang bị hai màu. Vâng. Một mẫu xe Daewoo Matiz phải nói là chạy rất là tít luôn. Con này thì rất là đẹp, keo chỉ zin luôn. Biển kiểm soát lại còn Hà Nội 30A. Và đây là một mẫu xe Nissan Piso sản xuất trong năm 2009, mang phiên bản số tự động với động cơ 1.0, biển kiểm soát 29A 14545. Một mẫu xe Nissan Piso nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ các bác nhá. Đấy, cũng trang bị túi khí ABS đầy đủ luôn. Đấy, nội thất này. Đấy, nội thất thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Một mẫu xe Nissan Piso sản xuất 2009, bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng, nay chỉ còn 185 triệu đồng thôi. Đấy, nội thất thì rất là đẹp luôn. Đấy, nội thất rất là tươi các bác nhá, sơn xi từ màu đỏ luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ ok luôn. Đấy, luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ ok luôn. Một mẫu xe Nissan Piso sản xuất những năm 2009, số tự động, động cơ của nó là 1.0, mang biển kiểm soát Quảng Ninh 14A24321. Một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2017, mang nước sơn màu trắng. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, bản hatchback một đầu. Vâng, một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2017, bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng, nay chỉ còn 235 triệu đồng các bác nhá. 235 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2017 này. Nội thất ghế da hai màu. Đấy. Nội thất ghế da trang bị hai màu, nội thất này rất là tươi luôn, màn hình đầy đủ rồi. Một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2017 các bác nhá. Đấy, nay chỉ còn 235 triệu đồng thôi. Đấy, rất là rẻ các bác nhá. Mẫu xe phải nói là ngon bổ và rẻ luôn. Và đây là một mẫu xe tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới, một mẫu xe Kia Morning sản xuất những năm 2018 này, bản hatchback còn đầu, biển kiểm soát Thái Nguyên, sơn xi màu vàng mít. Một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới Kia Morning hiện đang có tại cửa hàng ô tô Vũ Đoàn Nghị. Một mẫu xe bản hatchback còn đầu, giá tiền thì bên này, chiếc này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Đấy, giảm luôn cho quý vị và các bạn 10 triệu, nay chỉ còn 248 thôi. Kia Morning sản xuất 2018 các bác nhá, một chủ sử dụng từ mới, màn hình cam nồi, màn hình Android đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng này. Đấy, sơn xi thì màu vàng mít. Vâng, biển kiểm soát 20A biển Thái Nguyên. Một mẫu xe bản hatchback còn đầu. Vâng, một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2018. Đây là một mẫu xe i20, vâng, biển kiểm soát Hải Phòng, một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Đấy, mang biển kiểm soát 15A, vâng, 64436. Một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai i20 nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Đấy, sản xuất 2010, số tự động. Đấy, 275 triệu đồng, nay chỉ còn 265 củ khoai thôi. Đấy, 265 củ khoai các bác nhá, bản đủ này. Đấy, con này nó là bản đủ, bản phun cửa sổ trời luôn. Đấy, nội thất thì rất là tươi các bác này. Đấy, các bác xem và cảm nhận một mẫu xe Hyundai i20 nhập khẩu nguyên chiếc, gương kính chỉnh điện và cụ xe, bàn phím tích hợp trên bồ lăng, sơn xi thì màu trắng ngọc trai, biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi luôn các bác nhá, rộng hơn Morning, rộng hơn i10 luôn các bác này. Đấy, rất là rộng rãi luôn các bác nhá. i20 nhập khẩu 275, nay chỉ còn 265 thôi. Và đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát 89A, biển này là biển Hưng Yên. Vâng, một mẫu xe Kia Morning bản FI, bản dòng Kia Morning số sàn. Vâng, giá tiền trước này là 264 triệu đồng. Đấy, 264 triệu đồng, giảm luôn cho quý vị và các bạn 10 triệu, này chỉ còn 254 triệu đồng thôi. Sơn xi thì màu ghi xám lông chuột, rất là đẹp luôn. Nội thất đây. Đấy, các bác xem phần nội thất của em nó này. Nội thất thì rất là tươi. Vâng, ghế da trang bị hai màu. Một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2016 bản SI, bản đủ của dòng Kia Morning số sàn các bác nhá. Đấy, xe tư nhân gia đình, không taxi, không dịch vụ luôn. Đấy, sơn xi không đổi màu. Vâng, màu của nó là màu nguyên bản theo xe, bản hatchback màu đồng.
Giá tiền chiếc này là 264 triệu đồng. Lì xì luôn cho quý vị và các bạn 10 triệu các bác nhá. Con này thì bên em thì chỉ có lì xì 5 triệu thôi, mà giá của nó thì rất là rẻ các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Daihatsu Matiz 105 triệu đồng, lì xì cho các bác 5 triệu còn 100 triệu đồng thôi. 2007, động cơ chỉ với 0.8 thôi. Động cơ em nó chỉ với 0.8 thôi, rất là tiết kiệm. Vừa chở được người mà vừa chở được đồ luôn các bác nhá. Đấy, giá tiền 105 triệu đồng. Đấy, lì xì cho quý vị và các bạn 5 triệu chỉ còn 100 triệu đồng thôi. 100 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daihatsu Matiz sản xuất 2007, động cơ 0.8, đăng ký 5 chỗ ngồi, bản hatchback một đầu. Đấy, xăng ăn tiết kiệm như người luôn, 4 lít xăng trên 100 cây số mà vừa chở được người mà vừa chở được đồ các bác nhá. Kia Morning sản xuất 2016, bản SI, bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Bắc Giang, 98A 10328, bô kép 2 ống xả các bác nhá, keo chỉ zin và máy số zin luôn. Một mẫu xe Kia Morning bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là 264 triệu đồng. Đấy, có bao gồm phí rút hồ sơ, lì xì luôn cho quý vị và các bạn 10 triệu đồng còn 254 triệu đồng. Đấy, 254 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Nội thất này, đấy, nội thất ghế da xịn các bác nhá. Túi khí, đấy, bàn phím tích hợp xi lăng, gương kính chỉnh điện và cổ xe. Vâng, lay chỉ còn 254 triệu đồng thôi. 254 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning bản SI, bản đủ của dòng Kia Morning số sàn các bác nhá. Dạ vâng, em nhìn ô tô cũ Hải Phòng, em vừa quay tổng hợp một dàn xe bản hatchback một đầu, hàng nhập, hàng Việt, số sàn, số tự động, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chất, một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 và 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau.